Quang Lê tạo đất nhà 10 tỷ, ra mắt Hà Thanh Xuân với mẹ chồng, để lộ thêm gia tài khủng ở Mỹ. Quang Lê đã mời Hà Thanh Xuân cùng gia đình qua nhà mới ra mắt khi vừa mới mua thêm nhà ở Mỹ. Ngoài nổi tiếng là giọng ca vàng tại hải ngoại, Quang Lê và Hà Thanh Xuân còn được biết đến là cặp đôi khác thân thiết trong làng nhạc. Trong một lần hớ hên khi đi chơi, Quang Lê gọi Hà Thanh Xuân là vợ sắp cưới khiến khán giả bán tính bán nghi. Mới đây Hà Thanh Xuân đưa mẹ sang chơi nhà đàn trai Quang Lê, lại càng làm người xem vô cùng chờ mong một tin vui đến từ hai danh ca này. Mới đây trên kênh youtube cá nhân của danh ca Quang Lê đăng tải đoạn clip ghi là cuộc gặp gỡ giữa hai bên Xu Gia, mẹ Quang Lê và mẹ Hà Thanh Xuân khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng bất ngờ. Thật chất, đây là chuyến thăm nhà của Hà Thanh Xuân và mẹ bởi lời mời nhiệt tình trước đó của Quang Lê mời gia đình tới nhà nam danh ca ở Mỹ chơi. Theo chia sẻ của Quang Lê, đây cũng là lần đầu tiên hai mẹ của hai danh ca nổi tiếng gặp nhau. Lời giới thiệu hài hước gọi hai bà Xu Gia của nam danh ca và kêu hà thanh xuân ra mắt mẹ chồng, khiến mọi người trong nhà đều bất ngờ và vui vẻ, không khí thêm phần tự nhiên và ấm cúng. Cũng trong clip được ghi lại, Quang Lê còn giới thiệu cả hai bà mẹ, đều người gốc huế khiến người xem không khỏi xích xoa ngà muốn bắt cầu xe duyên luôn cho cặp đôi nhanh chóng về một nhà để kỷ niệm lần chơi nhà này giọng ca về đau má tóc người thương cùng với gia đình hà thanh xuân cũng chụp chung một tấm hình thật giống như một gia đình hạnh phúc anh cười hạnh phúc nói khi miêu tả về tấm hình chụp chung nếu là người hâm mộ đã lao hẳn sẽ rõ quan lê và hà thanh xuân không chỉ là cặp đôi ăn ý trên sân khấu, ngoài đời cả hai còn rất thân thiết, thường cùng nhau đi chơi, đi ăn, Quang Lê nhiều lần thể hiện cử chỉ thân mật với đàn em, sẵn sàng đưa thẻ tín dụng cho cô dùng. Kể từ ngày sang Mỹ, Quang Lê thường xuyên cùng Hà Thanh Xuân đi du lịch, đi diễn và cả thăm nhà nữ danh ca. Trước mối quan hệ thân thiết này, có không ít đồng đoán cho rằng cả hai đang hẹn hò. Sau một thời gian dài do xa cách bởi dịch bệnh nên cả hai vui mừng trò chuyện không ngớt và trong lúc nói chuyện Hà Thanh Xuân vô tình hé lộ khối bất động sản khủng tại Mỹ của Quang Lê nữ danh ca nói anh Quang Lê nhiều nhà lắm quý vị ơi theo đó ngôi nhà mà gia đình cô tới thăm hiện tại là căn nhà mới tạo của Quang Lê tại Mỹ ngoài ra nam danh ca còn một căn nhà mới ở Los Angeles nữa cũng mới tạo nhưng chưa lên nhà mới ngay chính trên tiêu đề của clip Quang Lê chia sẻ, nam danh ca không ngần ngại cho biết giá trị của căn nhà cũng không phải vừa. Cụ thể giọng ca về đau má tóc người thương đặt tiêu đề cho clip Quang Lê mua nhà 100 tỷ khiến khán giả không khỏi trốn hợp. Trong clip cũng ghi lại cho thấy không gian nhà vô cùng sang trọng và tiện nghi. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng vừa sạch sẽ, gọn gàng, vừa ấm áp với nhiều cửa kính lớn để lấy ánh sáng tự nhiên. Trước lời ngưỡng mộ của Hà Thanh Xuân, Quang Lê chỉ biết phân trần. Có cả nhà che mưa, che nắng thôi, có gì đâu, nam danh ca bọc bệnh. Hà Thanh Xuân liền giúp đỡ lời, Chốn bình yên xin lỗi anh. Nhưng mà chốn bình yên mà nữ ca sĩ ám chỉ, có giá trị trăm mấy chục tỷ thôi à, khiến nhiều người phải trăm đô. Theo đó, Hà Thanh Xuân cũng gợi ý Quang Lê nên mua nhà vừa vừa thôi ở to quá em sợ nam danh ca hài hước tiếp lời sợ đi không hết đúng không khiến anh ấy được phen cười lớn có thể thấy ngoài sự nghiệp thành công quan lê còn sở hữu khối tài sản đáng ghen tị